Bộ phim Thần Chết Biết Yêu. Tập 15. Hôm trước tôi thấy Nick nội đi mua đồ cùng với một người đàn ông đó, vừa trắng trẻo vừa đẹp trai nữa. Là anh Dơm đó. Đây có phải nhà của anh Dơm không? Cô có việc gì với anh Dơm hả? Mấy tấm hình này hư hết rồi. Kỳ lạ thiệt nha. Tấm hình nào của anh cũng bị hư hết. Làm như chụp hình với hồn ma vậy đó. Có hồn ma nào mà đẹp trai vậy không? Trời ơi. Không đúng sao? Sao không hôn nhau luôn đi? Được hả? Anh đùa với tôi hả? Khi nào thì anh Sống mới quay về đây? Thẻ tàu của mình. Vé tàu của ta đã bị mất cùng trên sổ rồi hả? Người nói sao? Người có gì muốn giải thích hay không? Thần Chết Khu 8. Tôi không có lời bào chữa nào cả thưa ngài. Ngay bây giờ hãy nhanh chóng mang linh hồn tên sổn về đây ngay lập tức. Dạ được thưa ngài. Nạp. Ừ? Không biết giờ sao rồi nữa. Ngài Quỷ Dương rất là thích ngài ấy luôn đó. Chắc là sẽ không bị gì đâu. Đúng rồi. Sai lầm lần này của ngài ấy rất lớn có biết hay không? Dù Quỷ Dương có ưu ái ngài ấy cũng không giảm được tội đâu. Không sai. Có một linh hồn thôi cũng trông coi không xong. Ta nghĩ là nên giáng xuống làm một kẻ cai ngục thì hơn. Như vậy mới xứng chứ. Nè. Hơi ẩu rồi nha ba. Nói chuyện kiểu đó chắc là muốn đánh nhau trận chứ vậy. Đấu đi. Không to thì nhào vô. Đấu đi. Sao vậy? Sao sao lại quay về rồi chứ? Rồi sao? Đấu đi chứ. Nói chuyện được rồi. Sao? Giỡn thôi. Thương lượng được rồi. Vậy sao? Chọc chốc thôi. Làm hết hồn mà. Ra rồi kìa. Tình hình sao rồi thưa ngài? Chúng ta phải mang linh hồn sở về đây nhanh nhất có thể. Dạ. Việc này chúng ta cũng tham gia cuộc đêm, chuẩn bị sẵn sàng. Dạ thưa ngài. Nhưng những gì ta đã nói trước đó, chuyện truy bắt bọn trốn ngục, bọn ta vốn dĩ rất giỏi. Ta đảm bảo là nắm chặt không buông tay. Thì cứ chờ xem có bị thất bại giống như trong quá khứ hay không. Nè, Thần Chết Khu 8, chuyện của Nick Noi chỉ mới bắt đầu thôi. Khi nào ta có bằng chứng rõ ràng, ngươi sẽ không cười được nữa đâu. Vậy cứ chờ mà xem. Được thôi. Đến rồi đây, đến rồi đây. Trà nóng đến rồi. Trà nóng của thầy có rồi. Thầy ơi, trà đây. Trà nóng đảm bảo ngon quéo người luôn. Thầy ơi, hôm nay sao thầy mở sách Tử Vi ra coi? Thầy định coi ai hả? Ta chỉ mở ra xem để có thêm kiến thức về bói toán mà thôi. Dù gì cũng mở sách rồi, thầy coi cho con một quẻ luôn đi. Thôi thì cũng được. Cung hoàng đạo gì? Nếu con nói là màu nâu thì thầy có đá con không vậy? Không. Không đá hả? Không. Thầy ơi, con thấy trên đầu con đầy sao luôn rồi. Ngôi sao hai cánh. Điên hả? Tôi xin lỗi nha, tôi hơi bị chóng mặt một chút. Cái túi vô đầu bây giờ. Tôi không có cố ý đâu mà. Dạ chào thầy. Dạ chào thiện khảo. Chào thiện khảo. Được rồi. Biến đâu mất, tưởng là không tới nữa rồi chứ. Tất nhiên là phải tới chứ, không tới thì sao được. Nhưng mà lần này không phải là tới đây làm phép bỏ bùa chồng nữa đâu thầy. Không. Vậy hôm nay tới làm gì? Hôm nay con tới đây là con muốn thầy giúp con làm khuôn mặt vàng. Muốn ai cũng nhìn thấy con đều chết mê chết mệt hết á. Trời đất ơi, muốn ai cũng chết mê chết mệt hay sao? Giờ đã đẹp lắm rồi, còn muốn đẹp nữa thì nó sẽ biến thành CCC luôn đó nha. Thì có thầy là gì?
Ý ta là không phải con đã rất quyến rũ rồi hay sao? Nghe thầy nói đúng là vui quá đi. Nhưng mà con vẫn muốn quyến rũ hơn nữa. Và con muốn tự tin hơn nữa khi đứng trước người con yêu đó. Chút xíu thôi cũng được. Được, thầy sẽ là một bộ đèn ngay lớn. Phép. Nè. Thầy, hai đứa hết chuyện rồi, ra ngoài đi. Tụi con cũng muốn tham gia mà thầy. Đi mau đi. Ôi, lưỡi nhọn đó, có bộ là sẽ linh nghiệm lắm đây. Thời tiết đẹp quá. Nít nòi, thời tiết tốt như vậy hay là đóng cửa đi rồi cả nhà mình đi du lịch ha? Con cũng nghĩ giống mẹ vậy đó. Đi đâu đây ta? Hay là chúng ta đi biển đi? Đang định đi Krabi đó mẹ à. Tuyệt vời. Nhưng mà nhìn lại tiền ở trong tài khoản, thôi thì đi Siam thì hơn mẹ ơi. Được. Mẹ, chị Nít nội, có kết quả rồi, đậu rồi, đậu rồi. Nhanh chị lên. Nít nội, mẹ, đậu rồi. Mẹ, cái gì vậy? Con đậu đại học thị rồi. Không, trường nào hả? Chu La. Chu La. Mà em học qua gì? Kiến trúc á. Yeah, kiến trúc. Cái gì? Sao vậy mẹ? Con vừa nói con học ngành gì đó? Kiến trúc đó mẹ. Nè, đừng có nói là cái ngành mà thằng cha nốt đang làm có đúng không hả? Dạ đúng rồi đó mẹ. Chúng con muốn giống ba con sao? Ý mẹ là sao hả? Thì bồ bịch rồi vô trách nhiệm với gia đình đó còn hỏi nữa. Nhưng mà khoa này đâu có vậy, cặp bồ cặp bịch đâu mẹ. Còn đang chọc tức mẹ đó hả? Không có. Lại đây. Con chỉ nói lên sự thật thôi ạ. Lại cho mẹ. Nè mẹ à. Mẹ làm cái gì vậy? Lại. Trời. Đứng mẹ. Mẹ à. Thôi. Thôi. Con đâu có chọc tức mẹ đâu. Con chỉ nói sự thật thôi. Tính cách của một người á đâu có liên quan gì tới ngành học của họ. Em ấy nói đúng đó mẹ à. Nè, con còn bên em của con nữa hả? Hai đứa chắc đã bị ông ta tẩy não hết rồi có đúng không vậy? Ông ta đã cho hai đứa bao nhiêu tiền? Mẹ. Biến. Amen. Con tạ ơn thầy. Đây, nhận lấy đi ha. Cái này là son môi hết thầy. Này không phải thỏi son bình thường đâu, là thỏi son tăng sự quyến rũ. Còn đây là câu thần chú. Hãy đọc thầm câu thần chú, sau đó thì con hãy thoa nó lên môi của con và bắt đầu đi tới gần mục tiêu của con. Tất cả là cả nước này đều sẽ chết mê chết mệt vì con. Dạ con đội ơn thầy nhiều. Được rồi. Caru. Dạ chào thầy Khảo. Chào cô chú chị Pha. Dạ hôm nay con đến đón thầy tới nhà. Thầy vừa mới làm lễ xong thôi. Cô chú chị, hôm nay thầy mới luyện thành công thỏi son tăng sự quyến rũ, lấy về dùng thử đi ha. Dạ không sao đâu thầy. Rút Chi Pha nghĩ một người như Rút Chi Pha không cần dùng loại son này để quyến rũ đàn ông đâu. Chúng ta đi luôn chứ thầy? Thôi, đi chứ. Cũng không còn sớm nữa. Rút Chi Pha muốn chờ xem review về thỏi son tăng sự quyến rũ từ cô Du Pha.
Vậy là hai người đã quen nhau từ trước rồi sao? Dạ. Dạ, Ruchifa cũng mới biết đây thôi, nhưng không có thiện cảm gì hết. Nhưng mà từ giờ trở đi thì chắc là phải gặp nhau thường xuyên rồi đó ha, cô Ruchifa. Được thôi, tụi chóng mắt lên mà xem. Xem ra ẩn bên dưới nụ cười này có thể là một lưỡi dao sắc nhọn và vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng chém nhau bất cứ lúc nào. Thầy đang nói ai đó? Nói ai đó? Không có, anh ta đang dặn dò những thứ ở trên nóc nhà thôi. Anh ta đi trước đây. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại ập tới nữa rồi. Bây giờ á, người ở bên khu 7 chỉ lo nhìn chằm chằm vào chúng ta, chờ chúng ta mắc sai lầm á thì họ sẽ đổ hết tội lỗi cho chúng ta. Bình tĩnh đi, khi mà có chánh niệm rồi thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Có chánh niệm sẽ không bị chó cắn đâu. Kiểm soát không được chánh niệm á thì cắn luôn chó. Anh chỉ nói giỡn thôi à. Lúc này còn giỡn được sao? Hay thần chết ơi, thì giỡn một chút để giải tỏa căng thẳng thì mới có chánh niệm được chứ. Và khi có chánh niệm thì mới có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, có đúng không? Ôi trời ơi, quá đúng luôn đó. Thần chết à, ngài đã có kế hoạch để bắt tên Sởm về chưa? Trước khi chúng ta bắt Sởm về thì chúng ta cần phải đi chào hỏi thầy Khảo một chút đi chứ. Ngài định để tao với quỷ sứ đến đó gặp thầy Khảo luôn sao? Đúng vậy. Anh thưa ngài, nhưng mà thầy Khảo đã từng gặp bọn ta lúc mà những linh hồn trốn thoát ra ngoài, anh ta sợ là ông ấy sẽ nhận ra đó. Đúng đó ngài. Với lúc đó ông ta biết chúng ta là ai rồi, nếu bây giờ làm vậy á, không phải sẽ lộ thân phận hay sao? Không phải tên thầy Khảo muốn biết chúng ta là ai hay sao? Hôm nay chúng ta sẽ giúp ông ta biết chúng ta là ai. Chắc là anh Dôn vẫn chưa tới, không thấy xe đâu hết thầy ơi. Không có hẹn trước sao? Dạ có chứ, chắc là anh ấy đi công việc ở đâu quanh đây thôi, một chút sẽ về, thầy chờ một chút nha. Trời ơi, nổi da gà hết rồi. Nè, có thấy gì nữa không? Dạ đau bụng. Cái thằng này. Trời ơi thầy, nó sắp ra luôn rồi nè thầy. Con bắt từ hồi nãy tới giờ rồi đó. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Trời ơi, anh phải đi ra ngoài trước, sau đó đi thẳng, rẽ phải, sau đó rẽ trái hai lần, sau đó đi thẳng, nhà vệ sinh nằm ở bên trái. Có cái đường nào nhanh nhất có thể không? Dạ có, chỉ cần chạy thẳng, rẽ phải, rồi sau đó rẽ trái hai lần và đi thẳng lại một mạch là tới nhà vệ sinh liền. Ôi trời ơi, chỉ kiểu này chắc ra quần mất thôi. Cầm giùm đi. Tao nghĩ là nó ra luôn rồi đó. Anh Dương đến rồi thầy ơi. Tới rồi kìa. Chờ có lâu không? Không lâu lắm, nhưng mà anh Dôn dẫn theo ai tới vậy? Hai người này là đối tác kinh doanh của tôi. Người đầu tiên tên của anh là bên kinh doanh bất động sản. Hay. Người thứ hai tên Quang là bên xuất nhập khẩu. Xin chào. Dạ xin chào. Đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ gọi. Danh thiếp của tôi. Danh thiếp của tôi. Dạ danh thiếp đó. Tên lạ quá ha, tên Quan. Có thể là nickname. Tên thật có thể là Tao Quan, còn tên hoàn chỉnh có thể là Tao Quan Nắp. Ngại quá nè. Có thể mua giùm tôi 3 lon cà phê sữa không? Ui, được chứ, chờ chút sẽ có liền. Ai? Giỡn mặt với tôi hay sao?
ông cũng biết tên tôi luôn rồi. Vậy thì sao? Ông tên là gì? À, đây là thầy Khảo. Ruchifa mời thầy tới để xua đuổi điều xấu ở trong nhà ra. Là thầy Khảo sao? Nghe danh thầy đã lâu rồi đó. Ta nổi tiếng tới như vậy hả? Bây giờ mới gặp được người thật. Người ta nói rằng cô ma thông của ông rất là hay. Hai người bạn của tôi rất muốn tới xem nó hay tới mức nào. Nếu thật sự muốn thử thì có thể tới văn phòng của ta bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta làm nghi lễ trước có được không vậy? Tại vì Rút Chi Pha sợ lỡ thời gian tốt. Xin mời. Danh thiếp của tôi. Cái này dành cho thành viên không có ở đây. Cuối năm nay tôi sẽ lên núi dự lễ dân y của Phật. Mời ngài tới thực hiện công đức bố thí ha. Bây giờ đang thất nghiệp, sắp ăn đồ ăn của chó rồi. Nè, sao vậy thầy? Hai thằng lúc nãy sao tao cảm thấy quen quen? Đúng đó thầy à. Mà không nhớ đã gặp ở đâu. Dạ. Đi thôi. Có chuyện gì vậy hả? Gà kiến trúc. Xin chúc mừng các nhóm sinh viên khoa kiến trúc nha. Dạ cảm ơn. Chúc mừng con trai. Con chào ba. Làm tốt lắm. Con cảm ơn. Giỏi lắm. Nhưng mà mọi người không cần phải chúc mừng long trọng tới vậy đâu. Con cảm thấy rất là ngại đó. Nói gì mà không quan trọng chứ. Ngài cha đốc đây tự hào lắm đó, em có biết hay không hả? Bây giờ đi ăn thôi, xem như là tiệc ăn mừng vậy. Tò đi chung nha. Dạ. Có đi không? Dạ đi chứ ba. Sẵn sàng chưa? Chụp hình xíu. Nhìn vào cam ha. 1, 2, 3. Xuất sắc. Cảm ơn nhiều. À đây thầy. Kể từ bây giờ trở đi, những người sống trong ngôi nhà này sẽ bình yên hạnh phúc. Phải công nhận là phép của thầy mạnh dữ à. Thì vừa nói hết là bóng đèn chớp tắt liền đó. Đúng đó, chớp tắt. Nó giống như bắn súng chào mừng chiến thắng luôn đó thầy ơi. Là thầy. Mà thầy ơi, bóng đèn cứ chớp tắt như vậy thì có lẽ không phải là một điểm tốt, có đúng không hả thầy? Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Dạ đây thầy. Thầy ơi, thần chú của thầy có sai hay không vậy? Mọi thứ nhìn đáng sợ làm sao đó thầy. Ma thuật đen tối, đừng hòng thách thức ta. Ở đâu mau ra đây. Hỏi gì thì nói đó. Phải nói đó nha. Biết người phụ nữ đó không? Có biết không? Biết người con trai đó hay biết không? Luôn. Người con trai đó mặc áo màu gì? Nói đi. Áo màu nâu. Không áo màu xanh chứ. Hai nước bay ra ngoài mặt cãi nhau đi. Chúng ta đang chào đón những vị khách cho nên con mới chọc chút thôi mà. Thầy ơi, nhưng mà việc rớt đồ tới hai lần như vậy có lẽ không phải là sự trùng hợp đâu. Và chỗ này cũng không có người ngoài, ở đây chỉ có người của thầy thôi. Bóng đèn chớp tắt như vậy chắc là dây điện có vấn đề thôi. Còn về việc đồ rơi cũng có thể là do gió mà. Anh vô nghĩ như vậy thì sao? Tôi nhìn mọi thứ với góc độ khoa học mà.
Còn chuyện lúc nãy tôi không tin cho lắm. Nhưng mà tôi tin đó, đặc biệt là cu ma thông của thầy Khảo. Muốn thử quá đi. Chúng ta thân nhau mà. Nó chắc chắn là đàn em của thằng Dôm. Sao thầy lại chắc chắn đó không phải là chuyện tình cờ thôi? Những thứ xảy ra có sắp đặt như vậy, không thể tình cờ được. Đúng đó thầy. Con nghĩ là bây giờ nó đang thách thức chúng ta đó thầy ơi. Ta cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là chuyện Kuma. Ta tin là bọn chúng nhúng tay vào nên Kuma thông mới xảy ra vấn đề giống như lần trước vậy. Ờ thầy ơi, nhưng mà bọn chúng là dân kinh doanh, không chừng có thế lực phía sau đó thầy. Vậy nếu như bọn chúng không phải doanh nhân bình thường thì làm sao đây hả? Vậy chúng lại hai đứa đi theo thằng Dôm, nhìn mặt rất là quen nhưng mà không thể nào nhớ ra đã gặp chúng ở đâu rồi. Được rồi, bây giờ hai người có thể đi tìm sỏi được rồi đó. Vậy chúng ta bắt đầu từ chỗ nào trước? Từ chỗ làm gì của Araya trước đi. Quỷ sai biết nó ở chỗ nào mà. Có phải là cái chỗ mà chúng ta lái xe đi theo cô ta ngày hôm đó hay không vậy? Đúng vậy. Bắt đầu theo dõi từ chỗ làm việc đến chỗ ở. Nhiệm vụ đầu tiên chỉ có vậy thôi. Vậy nếu gặp sỏn thì sao? Không cần phải làm gì hết. Ta chỉ muốn biết là tài sản trước đây của sỏn có bị vấn đề gì không. Ngài ơi, nếu mà tới chậm vậy thì có bị bọn người khu 7 hớt tay trên hay không vậy? Dạ đúng đó ngài. Nếu mà bọn họ biết được bố chốt chúng ta đang quan tâm á, vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó thưa ngài. Không cần phải lo, bọn họ vẫn còn thua xa chúng ta mấy bước lận. Ta nghĩ là chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Anh đang nói chuyện với ai đó? Tìm nãy giờ thì ra là anh trốn ở đây. Chúng tôi chỉ đang bàn chuyện làm ăn thôi. Châu. Trời ơi, vậy Ruchi Pha có đang làm phiền mọi người không? Không đâu. Chúng tôi cũng định đi về rồi. Không phải đó. Vậy định về bằng cách nào? Anh vô đưa hai anh về sao? Ôi, không cần đâu. Chút nữa là có người đến đón. Họ sẽ đón chúng tôi ở đầu ngõ đó. Đúng vậy. Hả? Sao không nói họ đi đón ở cửa trước vậy? Đi bộ ra ngoài trời nắng nóng rồi đợi làm gì? Phòng ở nhà chúng tôi lạnh lắm thưa cô. Nhân lúc đi ra ngoài như vậy thử trải nghiệm thời tiết nóng bên ngoài coi làm sao đó mà. Đặc biệt là anh quanh đây rất muốn đi xem thử. Quanh đây có lẽ anh ấy muốn xây 20 căn chung cư luôn á. Là vậy luôn hả? Đó. Ở đây thời tiết nóng đúng vậy. Anh quanh sẽ giảm được vài bôn trong vài phút đó. Phải đó, tôi sẽ đi bộ và quan sát xung quanh gần đây xem có bán bò cạp không. Tôi đang tìm bò cạp để xuất khẩu sang nước ngoài đó mà. Là thiệt sao? Phải đó, bây giờ đang làm mùa đúng không? Cẩn thận. Bò cạp. Đang rảnh định giúp anh ấy luôn á. Chào tạm biệt cô ha. Vậy ha, chúng tôi đi trước. Dạ tạm biệt nha. Tạm biệt. Con muốn ăn gì đây hả? Được, lát gặp nha. Phúc rô rất tạ năng, thầm măng rất tạ năng, ná phúc, mô mặt, phúc rác, tha rung, giá cả, rung ca đê, ôm xạ qua hê. Định đi đâu đó? Đi công việc. Có thiệt không? Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Phải.
cần có việc mới được sao? Thì hỏi chơi chơi chút đó mà, có hay không cũng không thành vấn đề. Dạ không có gì hết, chẳng qua muốn về nhà rồi sau đó ôm chồng của em ngủ thôi. Anh cũng vậy đó, anh cũng muốn ở bên cạnh em. Vậy sao? Anh không muốn đi ra ngoài nữa hả? Thì anh thay đồ ngồi ở đây chờ em về đó. Thiệt không đó? Lúc nãy còn tỏ vẻ nghiêm túc với em luôn mà, không phải sao? Anh không có nghiêm túc, nhưng mà sẽ căng thẳng lắm nếu như không được nhìn em mỗi ngày. Lên trên tốt hơn. Được. Dạ mời ngồi. Cảm ơn Gia. Nè mau ngồi xuống đi, ngồi đi. Đây là menu. Cảm ơn. Dạ có gọi món luôn không? Để chờ thêm một người nữa rồi chúng tôi sẽ gọi món luôn. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ được. Cảm ơn. Nít rồi dạo này sao rồi? Dạ chị của em rất là khỏe. Vậy hả? Thực ra thì hôm nay anh muốn thử rủ cô ấy ra đây cùng ăn với chúng ta đúng. Thôi anh nói như kiểu chỉ cần kêu là chị sẽ xuất hiện. Thì vậy mới nói. Mà chuột chịu đến đây như vậy á thì ngài cha nốt chắc chắn là sẽ vui dữ lắm luôn đó. Em chỉ muốn cho ba thêm cơ hội thôi. Tốt lắm, ngài cha nốt cũng muốn chứng tỏ bản thân cho nít nồi với chuột thấy lắm luôn đó. Ý mà anh Tò à? Cái trang anh Tò in file đó chuột đã like rồi đó. Thiệt hả? Cảm ơn em nha. Nhưng mà chuyện là sao vậy? Hơi nghi đó nha. Cái gì chứ? Cái gì mà hơi nghi ngờ hả? Nè, còn chối nữa thì chứ chị đau đó, mọi chuyện là sao? Thì lúc rảnh rỗi nên giúp đỡ lẫn nhau, quay clip mà thôi chứ không có gì đâu mà. Vậy hả? Anh đang cà lâm kìa anh Tò. Thôi không có gì hết đâu. Nè mau mở menu ra coi đi, coi muốn mọi ăn gì. Mọi chuyện là sao vậy? Sao là sao chứ? Không có gì hết đâu mà. Nhớ muốn chết luôn đó, mấy ngày rồi không gặp. Lúc này em sao rồi? Không nói đâu. Nhưng mà sảng khoái quá đi mất. Sảng khoái chỗ nào chứ? Nhìn tay của em đi, vừa khô vừa già, vừa nhăn nhúm, chảy xệ như vậy thì ghê muốn chết luôn. Em sao? Khô chỗ nào chứ? Hoàn hảo hết luôn đó. Thiệt tình, quá trời nếp nhăn luôn nè. Anh cứ nhìn đi, là ngón tay hay là cú gừng không biết nữa, không có đẹp gì hết. Anh nói đi, em phải làm sao thì nó mới có thể đỡ hơn một chút đây hả? Chị à, em muốn như thế nào đây? Một lọ mỹ phẩm hàng hiệu nha. Mỹ phẩm sao? Cũng đâu có đẹp lên được bao nhiêu. Cái gì đây ta? Kiểu này thì hả, em nghĩ là nên đặt lên đây một chiếc nhẫn kim cương màu hồng đó. Nhẫn kim cương sao? Anh sao vậy? Không muốn mua cho em hả? Được chứ. Để ngày mai anh đi mua liền cho em nha. Anh hứa rồi đó nha. Nếu đã như vậy thì bây giờ anh nhận lấy phần thưởng đi. Cảm ơn cục cưng của em. Được rồi, cô nhìn xem đi, chỉnh lại.
Dạ. Dừng lại. Người muốn đi đâu? Tôi đi vô trong đó tìm bạn gái tôi thôi. Ai là bạn gái của người chứ? Thì Araya đó, người con gái ở bên trong quán đó thưa ngài. Ngươi không được vào trong. Tại sao vậy thưa ngài? Hồn ma như ngươi không thể nào vào đây được. Chớ lại ngươi không có lý do nào đặc biệt để vào đây hết. Dạ thưa ngài, tôi chỉ muốn gần bạn gái của tôi mà thôi, không gây ra rắc rối gì ở nơi này đâu thưa ngài. Người có thế giới của người, ma có thế giới của ma. Ngài ơi, tôi cầu xin ngài đó, tôi chỉ cần ở gần người yêu của tôi mà thôi. Tôi xin hứa là sẽ không gây ra bất kỳ chuyện gì đâu thưa ngài. Không được, trở về nơi của người đi, mau lên, đi đi. Nè anh Tò à, bây giờ là trễ lắm luôn rồi đó. Ừ, em cứ bình tĩnh đi nha, để anh thử gọi cho ông ấy xem sao ha. Không bắt máy hả? Giống tắt nguồn rồi, để anh gọi lại thử. Đã tắt nguồn rồi. Ba vẫn là ba, bản tánh vẫn không thay đổi. Hơi, em cứ bình tĩnh trước đi mà. Ông ấy có thể gặp vấn đề gì đó rồi thì sao? Chờ chút nữa đi nha. Anh Tò à, có chuyện gì vậy? Anh nghĩ là chúng ta không cần phải chờ nữa đâu ha. Khoan đã. Biết ngay mà, thế nào cũng như vậy. Chắc là sắp tới rồi đó ngài. Nhìn vậy mà cũng không xa nơi làm việc cho lắm ha. Tưởng là sẽ gặp được sỏn ở phòng làm việc của Araya. Sao kỳ như vậy? Hay là tên sỏn không thích tìm Araya hả? Thôi, không đi tìm Araya thì hắn còn đi tìm ai nữa chứ? Thì biết đâu đi tìm bộ nhí thì sao cũng dám lắm. Thôi đừng nói nhảm nữa, người ta tôn thờ tình yêu giả dối đích thật. Người tôn thờ tình yêu đích thực như tên sỏn đó thì không có bồ nhí ở ngoài đâu. Nói tới chuyện đó lại cảm thấy lạ. Tên sỏn trốn ngục để lên trần gian như vậy, hắn chắc muốn tìm cách để ở gần bạn gái của mình mới đúng chứ. Cũng đúng ha. Hay là tên sỏn không vào phòng làm việc của Araya được. Cũng có thể như vậy lắm. Nó có thể là một phần góp phần. Thank you.
Ơi, này, 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 trời ơi, định đi đâu vậy chứ? Đi đâu vậy hả? Ông không thấy hả? Thì đi theo coi tên sỏn có ở trong đó thiệt hay không. Ôi trời ơi, đừng có làm quá mệnh lệnh của ngươi lên chứ. Hả? Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là chỉ biết được nơi ở của Araya là được rồi. Ôi đây đây, trời ơi, là gì vậy? Ui, ui, sao ngày cứng đầu gì vậy? Không biết. Định đi đâu nữa chứ? Nè, nghe đây, mùi của linh hồn đang chạm vào mũi của tôi rồi, tên sỏn đang ở đây chắc luôn. Ui nè, ngài, ngài làm ơn đừng có cứng đầu như vậy có được hay không vậy hả? Đừng có ồn ào nữa, không thì hỏng gì của chúng ta hết. Tên sổ này mà biết chúng ta ở đây, hắn bỏ chạy thì sao đi? Đã hiểu chưa? Ôi, hiểu chưa hả? Thiệt à. Làm gì vậy? Ừ, thì định đi về nè. Nè, làm ơn bớt bớt giùm chút đi. Ừ. Ha, coi phim nhiều quá rồi chứ gì? Hả? Iron Man sao? Hay là thủy thủ mặt trắng? Cũng đúng ha. Tào lao. Dù sao thì chúng ta cũng có nhiệm vụ và địa vị hẳn hoi. Làm vậy lỡ người ta nhìn thấy còn ai tôn trọng chúng ta nữa chứ? Ừ, cũng đúng ha. Ờ, xin lỗi, xin lỗi nha. Đi. Ôi trời ơi, ui trời. Gan của ngươi không nhỏ đâu ha. Trốn khỏi địa ngục không phải là bình thường. Nếu tôi không có động lực, vậy thì tôi cũng không dám trốn lên đây đâu thưa ngài. Là vì Araya có đúng không? Đúng vậy. Cô ấy là động lực duy nhất mà tôi có lúc này đó thưa ngài. Vậy là cô ấy đã biết được chuyện, là ngươi đã quay về tìm cô ấy chưa? Dạ cô ấy không biết. Tôi đã cố giao tiếp với cô ấy rồi, Nhưng mà nó không thể thành công thưa ngài. Bạn gái của ngươi có thể tinh thần cô ấy đang rất tốt. Tinh thần tốt? Vậy ngài có cách nào để cho tôi giao tiếp được với cô ấy một lần thôi được không ạ? Ngươi phải làm cho tinh thần của cô ấy yếu đi. Tinh thần yếu đi? Phải làm cách nào đây thưa ngài? Theo tự nhiên, hầu hết tinh thần của con người sẽ bị yếu đi nhiều khi mặt trời lặn hoặc khi bị bệnh. Tôi đã thử nó thành công trên chai nóc rồi đó. Còn mục tiêu lớn như anh chắc chắn là không thể dễ dàng thoát khỏi tay của tôi được rồi. Chúng ta thử xem, cựu ăn trộm như ngươi hay là một cựu cảnh sát như ta, ai sẽ là người bắt được thằng sỏn nhanh hơn đây? Giờ có thấy sỏn hay không vậy? Tôi ngửi thấy mùi thằng sỏn ở trong phòng này. Tốt lắm, nhanh vào thôi. Ủa, ngài đang giỡn hả? Đây sỏn, ngài vô sỏn. Ngài vô đâu rồi? Nè thầy ơi. Thầy ơi bạn thằng Dương không phải người, mà đó chính là quỷ sai và quỷ sứ đó. Lần trước ta đã từng gặp qua.